Hello mọi người, mình là Artifact, người chơi đường giữa Team Secret. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người một cái món đồ ở đường giữa mới. Thì là chuyện trường sinh, nó giống như cái chuyện trường sinh hồi xưa ấy. Đồ này thì nó sẽ giúp mình có một lượng mana, một lượng máu với một lượng sức mạnh phép thuật khá là tốt. Thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp với những vị tướng mà càng đánh càng mạnh, thiên hướng mà lay game á. Thì nó điển hình là con Rai, mình thấy con Rai là hợp nhất. Xong rồi sau đó những vị tướng như kiểu Kassadin hay gì thì sẽ có khả năng quay trở lại trong một hai bản cập nhật tới, nếu mà nó không chỉnh sửa gì nhiều. Mình chỉ cần mua cái đá vĩnh hằng thôi, là trong cái giai đoạn đi đường thì nó sẽ hỗ trợ cho mình khả năng hồi phục rất là nhiều. Thì những vị tướng yếu đầu game về khoảng chay hit thì nó sẽ giúp mình trụ đường rất là dễ hơn. Cách chưa, đây đó. Đó, nó sẽ hồi máu, nó sẽ giúp cái khả năng chay hit hồi phục của mình tốt hơn. Cái nội tại tốc độ di chuyển thì không biết làm sao để kích ta. Với mỗi 250 máu và năng lượng hồi phục theo cách này. Là kiểu hình như là ngay con số đó nó mới kích vô hết rồi. Để thử xíu coi. Bởi vì hậu chơi hậu cũng không để ý là nó kích làm sao. Gần như là thấy nó hồi phục hơi tốc độ di chuyển, không thấy cộng lắm. Rồi sao nãy giờ vẫn chưa tăng tốc độ di chuyển ta? Đây tăng nè, đó tăng nè, thấy không, mới tăng á. Cái tốc độ di chuyển của cái nội tại vĩnh hằng thì kiểu chê, kiểu nó không cần thiết lắm. Thì cái hồi năng lượng với lại hồi máu giúp trụ đường ok hơn là mình thấy nó đủ ngon rồi. Tính ra cái nội tại tốc độ di chuyển này nó chỉ xảy ra một trong mấy cái khoảnh khắc mà mình tích đủ, giống như mình hồi phục đủ 250 năng lượng với máu á. Mà cái đó kiểu mình cũng sẽ khó tính trước lắm. Thì khi nào được thì được thôi, chứ mình nghĩ nó cũng bình thường. Là 50% chỉ số gốc á, 300 máu với 400 năng lượng chỉ số gốc của cái món đồ này, thì khi mình tích 10 số mình sẽ được thêm 50% nữa. Thì mấy cái vị tướng mạnh cuối game là rất là ok luôn á. Thì cái món đồ này nó cũng như hồi xưa, nó cũng không khác biệt mấy, cho nên là mình chỉ muốn giới thiệu các bạn tới đây thôi, chứ cũng không biết nói gì thêm á. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hero đường trên của Team Secret. Hôm nay mình sẽ phân tích cái meta mới của những đấu sĩ trên top. Món đầu tiên là cái món trái tim khổng thằng đây. Cái món này thì nó thích hợp dành cho những con tướng như là Sion, với mấy tướng nhiều máu thôi. Cái món trang bị này khi bạn lại gần có những tướng xung quanh gần bạn thì nó sẽ kích hoạt trong 3 giây. Bạn sẽ được nâng cấp đòn đánh lên và được cho máu vĩnh viễn. Máu càng nhiều thì sát thương nó càng cao và tăng máu càng nhiều nha mọi người. Tác dụng nó thì chỉ có nhiêu đó thôi, thích hợp dành cho những con chó gát và Sion. Còn những mấy con còn lại thì mình nghĩ nó không thích hợp lắm. Trang bị tiếp theo thì mình đến ngọn đuốc thánh quang đây. Cái món này thì mình thấy khá là không có nhiều tác dụng lắm. Hy vọng là trong mấy phiên bản mới thì mong rẻ được bút hay được bút thêm xíu cái gì đó nó mới có tác dụng trên game nhiều thôi. Tác dụng nó thì khi dùng dưới cuối được kiểu như dạng như được tiếng hó á, là sẽ được máu, được thêm máu với những người đồng đội xung quanh, sẽ được thêm những hiệu ứng có lợi như là giảm thời gian hồi chiêu rồi thôi. Còn lại là mình chả thấy có tác dụng gì cả. Trang bị này chắc không có nhiều tướng sử dụng đâu. Rồi cái tiếp là cái trang bị dành cho đấu sĩ đường trên, mình thấy khá là nhiều con tướng ưu chuộng luôn. Giác so vỏ bọc thích nghi nè, cái món này nè. Nó rất, mình thấy con tướng nào, tướng tăng nào cũng đa số có thể dùng được. Mấy con tướng tối ưu nên dùng cái món này là Kassante nè, quá là thích hợp luôn. Vì nó giúp Kassante có nhiều chống chịu hơn ở trong giai đoạn combat. Tướng Kassante thì chiêu nó cộng dồn mà giáp với kháng cứ lên càng nhiều là càng khỏe thôi. Cái món này quá thích hợp luôn. Cái này trong giao tranh là nó tích rồi nha, trong giao tranh đánh với tướng địch là nó tích. Mình thấy trang bị này ngon nhất là trong dàn tăng rồi đó, không có trang bị nào ngon hơn đâu.
Damage đấy nha. Món này dành cho damage cũng khá ngon. Hello mọi người, mình là Penguin, là người chơi của Vision của Team Six. Hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin mới ở khu vực rừng sau meta sau phiên bản 12.22. Hiện tại phiên bản mới là sẽ có 3 tinh linh ở khu vực rừng. Mở đầu là tinh linh hỏa khuyển. Sau khi bạn ăn được 40 quái rừng thì 40 bài quái thì mình nghĩ là sẽ được gây giảm sát thương với những quái rừng lớn và gây thêm sát thương lên tướng địch và làm chậm kẻ địch đấy. Giờ mình nghe farm đủ 39 tách, sau khi mình ăn ngon cóc xong thì mình sẽ tiến hóa lên linh lên hỏa khuyển. Sau khi các bạn tiến hóa xong mình sẽ test với Ngộ Không luôn. Sau khi các bạn tiến hóa thì mình nghĩ smile là sẽ được giảm ram chúng và sẽ đốt kẻ địch trong 4 giây. Sau khi các bạn tiến hóa phòng hộ thì các bạn sẽ được giảm đam từ quái khủng khi có hai đồng minh xung quanh, và hạ gục quái rừng sẽ được chạy nhanh và di chuyển trong bụi. Đấy, chạy nhanh. Di chuyển trong bụi chạy nhanh. Tiếp theo là tinh linh mộc long. Nhưng mà các bạn đã ăn đủ 40 stack quái rừng thì sẽ cho các bạn là lá chắn khi hạ gục một quái to và khi ra khỏi giao tranh. Nếu mà các bạn bị hết lắp ráp giao tranh thì sẽ được nhận 20 kháng làm chậm và hiệu ứng. Hello mọi người, mình là Skill đi rừng cho Team Siết Liệt. Thì hôm nay mình sẽ giải thích cho mọi người cơ bản về rồng hóa kỹ mới. Mỗi bùa lợi rồng hóa kỹ sẽ cho bạn 5% kháng hiệu ứng và 5% sức mạnh hồn máu và lá chắn. Vòng với linh hồn hóa kỹ thì mình không còn hồi sinh như lúc trước nữa, mà sẽ được nhận giảm 10% sát thương và gây thêm 10% sát thương khi dưới 50% máu. Thì khi mà bản đồ rồng hóa kỹ xuất hiện thì mấy cái quả hồi phục hạt thâm nổ và hạt sáng bản đồ cũng sẽ thay đổi. Hạt thâm nổ thì nó sẽ hất gấp đôi, xa gấp đôi tầm bình thường. Còn hạt sơ sáng thì nó sẽ tăng tốc độ di chuyển cho mình và giảm những mắt bị phát hiện xuống còn một máu. Quả hồi phục thì nó sẽ cho mình thêm một cái siêu và không còn làm chậm mình như trước nữa. Thì đó cũng là tất cả những gì mà rồng hóa kỹ mới mang lại.